Chú ạ. Ngồi uống nước cháu. Cháu uống cái gì? Dạ không, cháu là shipper. Cháu đem hàng đến ship cho cô Thẹn ạ. Chú là chồng của cô Thẹn đây. Dạ. Cái gì thế này? Đây là đồ bikini đi biển. Chú cứ như người rừng. Bikini đây ấy hả? Vâng. Úi dồi ôi, nhìn hết cả hồn. Thế cô Thẹn đặt ạ? Dạ vâng, thông tin khách hàng, số điện thoại, địa chỉ nhà đều ghi hết trên này rồi ạ. Mà chú có nhận cho cô Thẹn được không ạ? Chú nhận được chứ, chú là chồng của cô Thẹn mà. Dạ. Thế mà 500.000 cơ. Dạ vâng, shop cháu đợt này đang giảm giá. Giá niêm yết của bộ này là 750.000. Đợt này giảm xuống còn 500.000 thôi ạ. Thế này nhá, với tư cách là chồng của cô Thẹn, dạ, cho nên chú quyết định là không lấy cái bộ bikini này nhá. Sao lại thế được? Cứ yên tâm, tiền ship ấy thì chú vẫn trả cháu. Thế nhưng mà hàng ấy thì mang về đi. Cô Thẹn nhà chú là không lấy đâu nhá, mang đi. Ai bảo anh là em không lấy? Cô là cô Thẹn phải không ạ? Phải. Dạ, cô có lấy bộ này không ạ? Bikini của cô đây hả? Dạ vâng ạ. Cô lấy chứ. 500.000 đúng không? Dạ vâng. Cháu xin ạ. Cháu chào cô chú ạ. Ai bảo anh là em không lấy? Mà anh đuổi nó đi thế. Lấy cho vợ đồ thôi mà cũng không lấy. Này, em hy sinh cho anh cả tuổi thanh xuân, cả tuổi trẻ của em vì anh mà không đáng 500.000 à? Yeah, làm gì mà em cứ nâng cao quan điểm thế? Lấy con chả nâng cao. Tiếc rẻ vợ có 500.000 thôi mà người ta mất cả cuộc đời đấy. Chán chồng thật. Bố. Bố ơi, con dặn bố bao nhiêu lần rồi. Nếu mà bố thiếu tiền nhá, bố cứ nói con một câu, con sẵn sàng con chi tiền để cho bố mẹ mua quần áo cơ mà. Khổ quá, cái vấn đề nó không phải là tiền. Con nói thật với bố, con thì ít tiền thật, nhưng mà con sẵn sàng con bỏ tiền ra con mua quần áo cho mẹ. Biết là mẹ vui. Thật. Ôi. Đúng rồi. Này, anh nhìn bố anh hơi lâu rồi đấy nhé. Còn với chả cả. Mẹ nhìn ăn 3 ngày rồi đấy bố ạ. Biết. Thế nhưng mà tôi không biết làm thế nào cả. Lỗi tại bố. Bây giờ bố bảo là bố không biết làm thế nào, thế chúng con phải biết làm sao ạ? Lỗi gì tại bố? Thì mẹ giận bố nên mẹ nhịn ăn đấy. Anh là con của mẹ anh mà anh chẳng hiểu gì tính cách của mẹ anh cả. Vơ va vơ vẩn. Mẹ phải ăn vào thì mới sống được chứ. Mẹ không ăn đâu. Mẹ ơi, mẹ nhịn ăn 3 ngày rồi. Chứ người chứ phải là máy móc đâu mà. Mẹ chịu khó ăn miếng đi nhá. Mẹ nước không nổi. Quá thì mẹ. Ôi trời ơi. Mẹ ngất rồi, dính cả chết. Tắt đi. Dạ. Cõng mẹ lên phòng. Đưa mẹ lên phòng nghỉ. Khẩn trước đấy. Rồi. Đưa mẹ lên xong rồi chạy xuống pha cho mẹ cốc nước đường nghe chưa? Rồi. Cũng chết áp đây mà. Chỉ tại cái bikini. Mẹ ơi. Bố không mua cho tỉnh à? Mẹ. Nằm ngủ say. Bố. Bố, chỉ vì bố không mua bộ bikini cho mẹ mà mẹ giận bố mấy ngày hôm nay rồi. Thế bây giờ bố tranh thủ mẹ đang ngủ mê man như này, bố định mang cái bộ bikini của mẹ đi đâu? Chúng mày không hiểu cái gì cả. Nghĩ ăn mấy bữa ấy không phải là do giận bố đâu. Lịch sử bố sống với mẹ con mấy chục năm rồi cho nên bố biết. Giận bố đến mấy chăng nữa không bao giờ nhịn ăn mấy bữa nhé. Tại sao mẹ lại giận bố? Vì cái này này. Hiểu chưa? Dạ. Cái bộ bikini này lúc mẹ các anh mặc để đi bơi đi tắm ấy, nó bị lộ mỡ, bèo nhèo bụng chảy ra xấu.
cho nên nhịn ăn mấy bữa đấy. Cái hôm trước đấy không phải bố không có tiền mua cho mẹ các con, nhưng mà chẳng qua bố đoán trước được cái việc này cho nên bố mình như thế đấy, không mua không, bây giờ mang đi trả. Này, dạ. Lát nữa cứ thống nhất như thế, đó. Chú yên tâm. Mời mẹ ăn cơm ạ. Ba bố con có thấy bộ bikini của mẹ đâu không? Không ạ, chả thấy. Vô lý nhỉ? Rõ ràng để trong tủ rồi, bây giờ lại không thấy đâu. Cất trong tủ à? Vô lý. Hay là đậy tủ nó không kỹ, chuột nó tha đi rồi. Chuột ấy. Dạ, chuột có mạng bikini mẹ nhỉ? Là mình thì là những chuột nào? Vâng. Bố con anh ấy thì đàn ông không mặc bikini rồi đúng không? Thì nó đi đâu được nhỉ? Thôi, tóm lại là tôi không tranh luận, không nói nhiều. Mất bộ này mua bộ khác thế này. Đúng rồi. Làm đi mẹ. Đưa con chuối cơm cho. Ngày mai mẹ con mình đi chạy, không đi bơi nữa. Già đúng không? Đi chạy thì tốt hơn đi bơi. Chạy ấy, thể lực khỏe hơn. Chứ bơi thì ổn ra. Không nói nhiều nữa, không đi bơi nữa, không cần bơi nữa. Bây giờ không mặc bikini nữa thì mẹ được ăn thoải mái rồi. Vui rồi, hôm nay nhiều món ngon đấy, vợ ăn đi. Mẹ ăn thoải mái. Mẹ sẽ ăn bù. Vâng, ăn bù.